Hoài Phương xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Vào lúc 11 giờ sáng ngày 10 tháng 12 năm 2017, cộng đồng người Việt tự do New South Wales đã phối hợp cùng một số hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng để tổ chức buổi ca nhạc ngoài trời tại Freedom Plaza, vùng Cabramatta, nhằm kỷ niệm 70 năm ngày Liên Hiệp Quốc công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Xin kính chào quý vị khán giả. Trước nhất thì chúng tôi xin cáo lỗi là hôm nay cái buổi phỏng vấn này rất là bất ngờ. Và vừa gặp anh Tuấn Hoàng Ngọc Tuấn đây cho nên áo quần thì không có chuẩn bị rồi. Xin cáo lỗi quý vị khán giả là chúng tôi đã ăn mặc như thế này. Và sở dĩ có cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay là cũng trong ngày hôm nay từ sáng đến giờ có những cái vấn đề trên Facebook là về cái việc mà trong ngày quốc tế nhân quyền thì anh Tuấn là người đã xuất hiện ở trong đó với đàn cho một ca sĩ từ Việt Nam qua. Thì đó là một cái bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến mang tên là Ngọn Lửa Cao Nguyên. Thì hôm nay nhân dịp đây thì với một cái tin như vậy thì chúng tôi đến gặp nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn để xem là anh nghĩ sao khi mà anh tham gia đàn cho cái bài đó ở trên một cái sân khấu lộ thiên ở tại vùng Cabramatta. Mà tôi nhớ không lầm thì hôm đó cái chương trình mở đầu chương trình là cựu chủ tịch cộng đồng là ông Hà Cao Thắng. Thì theo như lời nói là cái chương trình này là do ông đứng ra sắp xếp để tổ chức, có phải vậy không? Ông có thể đóng góp ý kiến để mà tổ chức trong này. Thì rõ ràng cái người mà liên lạc từ đầu đến đuôi, kể cả người Úc lẫn người Việt đó, theo dõi thường xuyên đó là cô Thúy Định, theo như tôi biết. Cô Thúy Định là thành viên của tổ chức im trợ nhân quyền. Có nghĩa là cô Thúy Định là người liên lạc với những cái, tại có nhiều văn liều trong đó của các hội đoàn. Các hội đoàn đó, cô Thúy Định là người lo từ đầu đến đuôi, là lo nhiều lắm. Còn những cái ông Hà Cao Thắng là cựu chủ tịch cộng đồng, là ông chỉ góp ý kiến rồi giúp đỡ chuyện này chuyện kia, nhưng mà cái người mà nắm chương trình là phải liên lạc hết rồi đến đuôi, mời ai nói chuyện rồi liên lạc với ca sĩ rồi là cô Thúy Định làm hết.